Bóng Kiến Mỹ, Dích Lắc, Vate Group, Quy Đu ra sân trong lượt thi đấu đầu tiên vòng chung kết giải bóng đá Cúp Mái Trường Kiến Trúc Xây Dựng 9497 năm 2023. Xin mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại sân vận động C500 Học viện An ninh Nhân dân để theo dõi vòng chung kết của giải bóng đá Mái Trường Kiến Trúc Xây Dựng 9497 Hà Nội năm 2023. Vâng, chúng ta đang theo dõi trên màn hình, đó là trận tranh giải ba giữa hai đội bóng Kiến Mỹ trong trang phục màu vàng và Dích Dắc trong trang phục màu xanh. Như vậy là trong hiệp 1, các cầu thủ Kiến Mỹ trong sẽ bảo vệ khung thành bên tay trái của Mai Đình Nhỏ, quý vị các bạn, gồm các cầu thủ thủ thành Đỗ Kiên, áo số 1 cầu thủ Lê Văn Quân, áo số 6 Xuân Trường, số 35 Xuân Khôi, số 21 Hồng Quân, số 22 Hữu Thắng, áo số 26 và Minh Hoàng, áo số 28. Các cầu thủ Dích Dắc FC trong trang phục áo xanh sẽ là những người bảo vệ khung thành bên phía tay trái và nhỏ của các bạn, gồm các cầu thủ Thành Công áo số 2, Khắc Thìn áo số 6, Quang Minh áo số 9, Trung Hiếu số 10, Văn Hoàng số 11, Thế Ân áo số 20 và Văn Huy áo số 26. Như vậy sẽ có một quả đá phạt góc dứt điểm, một pha dứt điểm quyền ngoài vòng cấm của các cầu thủ Dích Dắc. Cầu thủ Kiến Mỹ trong trang phục áo vàng cam sẽ là người bảo vệ khung thành ở bên tay phải và nhỏ của các bạn. Như vậy là sau gần một tháng thì giải bóng đá Mái Trường Kiến Trúc Xây Dựng 9497 đã đi vào những trận chung kết, và ngay trong chiều ngày hôm nay trên sân động C500 thì chúng ta sẽ theo dõi hai trận tranh 3-4 và trận chung kết ngay sau đó. Và đưa bóng vào trong của cầu thủ Kiến Mỹ. Trận đấu đang diễn ra ở những phút đầu tiên và nhịp độ trận đấu đang rất nhanh, không kịp. Sẽ có một quả đá biên ở phần sân nhà cho cầu thủ Kiến Mỹ FC. Đây là một giải đấu mang nhiều ý nghĩa và các ban lãnh đạo của đội bóng đang hướng tới xây dựng một giải bóng đá ổn định với tên Mái Trường Kiến Trúc Xây Dựng 9497. Trận đấu đang có sự thăm dò giữa các cầu thủ hai đội. Một pha trả bóng không được ý của số 28 bên phía Kiến Mỹ. Đá biên ở bên phía cánh phải cho các cầu thủ Kiến Mỹ FC. Về bằng lứa tuổi, có nói rằng các cầu thủ Dích Dắc FC có độ tuổi trẻ hơn. Một pha lên bóng nhanh, dứt điểm rằng đó là một quyết định táo bạo của số 11, đó là Văn Hoàng. Một pha dứt điểm ngoài vòng cấm, bóng đi như kẻ chỉ và thủ thành Hữu Kiên đã rất cảnh giác. Đội bóng đi vọt sang ngang.
sẽ có một quả phạt góc bên phía cánh phóc trái cho các cầu thủ Dinh Chắc FC. Đưa bóng vào không được. Đó là một pha đánh đầu phá bóng của Hữu Thắng. Pha ném bóng rất mạnh của thủ thành bên phía Dinh Chắc. Rất bình tĩnh. Pha xử lý rất kỹ thuật không được. Cầu thủ Kiến Mỹ đã áp sát. Đây là một pha lên bóng. Đó là một bàn thắng vô cùng đẳng cấp của cầu thủ màu số 35, đó là Xuân Trường. Vâng, Xuân Trường đã có một pha xử lý bóng và ngực, sau đó là một cú vô lê. Và thủ thành thành công đã không thể làm gì hơn. Pha dứt điểm quá bằng cấp bằng chân trái. Bàn thắng đã đến rất sớm với các thủ Kiến Mỹ FC. Rất kỹ thuật. Bóng vẫn thuộc quyền kiểm soát của các thủ Kiến Mỹ. Không được. Xuân Côi đã áp sát rất nhanh để hỗ trợ cho đồng đội. Sẽ có một quả đá biên cho các thủ Dinh Chắc FC. Các thủ Dinh Chắc FC là những người trẻ hơn và họ cũng đến với giải đấu trên tinh thần giao hữu là chính, nhưng giờ đây họ đang có mặt đánh đầu. Đó là một pha dứt điểm đi không được. Đó là pha xoay sở của số 10 bên phía Dinh Chắc, Trung Hiếu. Tuy nhiên pha dứt điểm vừa rồi của Trung Hiếu, bóng đi không trung tâm. Không được. Pha xử lý rất bình tĩnh của số 2 Thành Công. Xuân Côi rất cố gắng. Vẫn còn rất đông các cầu thủ Kiến Mỹ ở phần sân nhà. Không được. Xuân Côi. Bên phía Kiến Mỹ nói rằng Xuân Côi đang cho thấy anh là một cầu thủ có nhãn quan chiến thuật rất tốt, cùng với kỹ thuật cá nhân khá điều luyện. Khả năng chiều bóng của Xuân Khôi là rất tốt. Không được. Quá nguy hiểm. Vừa rồi là một pha ra chân rất nhanh của cầu thủ số 35. Vẫn là Xuân Trường. Bóng đã đập vào khung thành của cầu thủ Dinh Chắc FC. Thiếu chút nữa thì đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt cho cầu thủ Kiến Mỹ. Bóng đã ra ngoài sân rồi. Rất bình tĩnh ở phần sân nhà. Các thủ Kiến Mỹ thì uống mất bóng nguy hiểm. Dứt điểm đi vẫn không vào. Khá khen cho thủ thành của Kiến Mỹ trong pha ngăn cản đó rồi. Một pha dứt điểm khá tốt. Trong tình huống vừa rồi thì thủ thành Hữu Kiên đã khép góc tốt để ngăn cản một cú sút rất mạnh của cầu thủ Dinh Chắc. Không được. Một tình huống đưa bóng vào cột 2. Tuy nhiên số 6 Khắc Thìn không thể nhận được đường chuyền vừa rồi của Văn Huy. Rất bình tĩnh. Xuân Khôi đánh đầu vào. Khá nguy hiểm. Rất cố gắng. Có thể dứt điểm đi. Đã có bàn thắng xem bằng tỷ số. Đó là một pha phản công sắc lẹm của các thủ Dinh Chắc FC. Bàn thắng được Văn Hoàng xử lý ở góc hẹp với một cú sút tung nóc lưới thủ thành Hữu Kiên.
một đều cho các cầu thủ Dinh Chắc FC. Thưa quý bạn, chúng ta đang được theo dõi trận tranh giải 3-4 của giải bóng đá mái trường Kiến trúc Xây dựng 94-97. Khoảng gần 10 phút đã trôi qua và tỷ số này đang là 1-1. Hai đội đang cống hiến cho khán giả một trận đấu vô cùng hấp dẫn. Chưa có lỗi phạm nào ghi và cầu thủ của hai đội đang tập trung vào chơi bóng. Sẽ có một quả đá phạt ở phần sân nhà cho các cầu thủ Kiên Mỹ FC. Đây là những cầu thủ đàn anh, đó là cầu thủ Kiên Mỹ và cầu thủ Dinh Chắc FC. Có lẽ đó vẫn đang là những sinh viên của trường đại học Kiến trúc. Rất bình tĩnh. Hoàng rất bình tĩnh, khắc nhìn. Đã có những sự mạch lạc hơn trong những pha triển khai tấn công của cầu thủ Dinh Chắc. Sau một đôi phút đầu tiên của trận đấu họ bị khớp. Bây giờ cầu thủ Dinh Chắc FC đã triển khai bóng khá nhịp nhàng và họ đã lấy lại được thế trận. Kiện rất bình tĩnh, không được. Vừa rồi là pha ngăn cản của Trung Hiếu. Cầu thủ Dinh Chắc FC đang chơi passing tầm cao và gây ra không ít những khó khăn cho các thủ Kiên Mỹ trong những phút qua. Đây là một pha lên bóng của các thủ Kiên Mỹ rất thoáng, không được. Đó là một pha chuyền bóng của Minh Hoàng. Tuy nhiên đường chuyền của Minh Hoàng đã không đến chân được. Ôi, quá nguy hiểm. Thiếu chút nữa thì đã có một bàn thắng từ một tình huống tà lông của Xuân Trường. Tuy nhiên thì thủ thành của Dinh Chắc FC đã rất cảnh giác trong tình huống vừa rồi. Hoàng rất khéo, chân trái không được. Pha xử lý là hơi vội một chút của Văn Huy. Văn Huy cầu thủ có cái chân trái khá tốt và anh đang chơi ở hành lang bên phải của Dinh Chắc FC. Rất bình tĩnh. Hồng Quân cũng là một cầu thủ trẻ của Kiên Mỹ FC. Nếu như giải đấu mái trường Kiến trúc Xây dựng 94-97 được duy trì đều đặn hàng năm thì đây cũng là một sân chơi riêng đối với những cầu thủ cùng học với mái trường. Một pha xử lý quá nguy hiểm. Vừa rồi là tình huống phất bóng lên của Hữu Kiên, bóng đã đập vào người của Quang Minh, rất tiếc bóng đi vọt sai gang. Pha lên bóng của các thủ Kiên Mỹ, chỉ cần hơi chần chừ một chút thôi thì ngay lập tức các thủ Dinh Chắc FC đã ập vào và cơ hội tấn công của các thủ Kiên Mỹ đã bị theo hẹp, đã có lỗi rồi. Vừa rồi là tình huống đẩy sau của Thành Công đối với Hồng Quân. Chào bóng vào và bằng ra ngoài hơi mạo hiểm của thủ thành. Cây không vào, quá tiếc cho Xuân Trường trước đó. Và một tình huống băng vào dứt điểm của Minh Hoàng. Minh Hoàng đã đánh đầu ở tư thế hơi với bóng đi vọt sang ngang, lỗi rồi. Trọng tài đã cắt còi đối với số 26, đó là Hữu Thắng. Bên phía Kiên Mỹ sẽ có một quả đá phạt trách về bên phía cánh phải cho các cầu thủ Kiên Mỹ FC. Đứng trước bóng đang là Trung Hiếu, cầu thủ áo số 10. Bên phía Dinh Chắc sút thẳng, một tình huống dứt điểm quá mạnh. Trọng tài cho rằng có lẽ là
Quang Minh đã phạm lỗi với thủ thành Hữu Kiên trong vòng cấm. Hậu Quân rất bình tĩnh. Hữu Thắng, Văn Quân cầu thủ nhỏ con bên phía Kiên Nghĩa FC đang chơi bên hành lang cánh phải của đội bóng áo màu cam. Xuân Khôi chậm mất rồi, rất tiếc cho các cầu thủ Kiên Nghĩa. Vừa rồi không phải là một cú ra chân của Xuân Khôi mà đó là một đường truyền cho đồng đội rất nhanh, không được. Vừa rồi là pha xử lý của Văn Hoàng, tình huống xử lý hơi vội, rất tiếc. Trận đấu đang diễn ra với nhiệt độ rất cao. Trung Hiếu vẫn là cầu thủ Dinh Tắc FC. Rất tiếc cho Văn Huy. Sẽ có một tình huống phát bóng lên cho cầu thủ Kiên Mỹ. Kiên Mỹ đó là đội bóng được gắn từ một tình huống đưa bóng lên của Hữu Kiên khá nguy hiểm. Bóng vẫn trong sân. Tôi nói rằng Kiên Mỹ không gặp. Rất tiếc cho số 6 đó là Văn Quân. Trong pha xử lý vừa rồi, Văn Quân đã không thể khống chế được trái bóng. Phản công Hồng Quân. Hồng Quân quyết định dứt điểm từ ngoài vòng cấm. Bóng đi vọt sang ngang trong gang tấc. Còn Kiên Mỹ có lẽ đó là cái tên ghép vào giữa hai đội hai chuyên ngành, đó là Kiên Trúc, Trúc và Mỹ Thuật. Một tình huống chọc khe. Có một quả đá biên ở phần sân nhà bên phía cánh phải cho các thủ Kiên Mỹ. Không được. Và dứt điểm của Xuân Trường. Không được. Hơi vội. Và phối hợp giữa Văn Huy và Văn Hoàng là hơi vội một chút. Đá biên cho cao thủ áo xanh. Trung Hiếu sẽ là người thực hiện quả đá biên cho cao thủ Dinh Tắc FC. Khá nguy hiểm. Hậu Quân, Hữu Thắng rất bình tĩnh. Minh Hoàng, không phải đó là sút cột. Hữu Thắng rất bình tĩnh. Hậu Quân mất bóng rồi, đó là pha cắt bóng của Khắc Thìn. Không được, rất tiếc cho Khắc Thìn trong tình huống vừa rồi. Chơi với tốc độ cao thì cầu thủ của chúng ta thường không đảm bảo được trụ. Rất tiếc cho Minh Hoàng trong pha xử lý vừa rồi. Trận đấu đang diễn ra với nhiệt độ rất cao. Trung Hiếu, trọng tài trước đó đã cho các thủ Dinh Tắc hưởng các lợi thế, tuy nhiên sau đó ông đã quyết định cắt còi khi mà Trung Hiếu tiếp tục bị ngăn cản. Một quả đá phạt ở giữa sân cho các cầu thủ áo xanh. Không được, một quyết định xử lý từ xa của Thành Công. Và dứt điểm bóng đi quá cao so với khung thành của Hữu Kiên. Xuân Khôi, Hậu Quân không được. Đó là tình huống cắt bóng của Thành Công. Rất nguy hiểm. Một tình huống băng ra ngoài hơi xa của Hữu Kiên.
Văn Huy không được. Xuân Khôi đang chơi rất tập trung ở vị trí trung vệ bên phía Kiên Mỹ FC. Sẽ có một quả đá biên cho các thủ Dinh Chắc FC. Không được. Đó là pha đánh đầu không được ghi ý của Văn Huy. Hồng Quân. Hồng Quân đang chơi ở khu vực giữa sân của các thủ áo vàng. Không được. Thành Công đã cắt bóng tốt trong tình huống vừa rồi. Hồng Quân. Xuân Khôi. Hữu Thắng. Không được. Đó là pha trích mũi giày. Tuy nhiên thủ thành của đội bóng áo xanh đã bắt bóng lập vập. Một pha xử lý không thực sự an toàn của thủ thành bên phía Dinh Chắc FC. Và chuyển bóng sang cánh phải cho Văn Quân. Rất nguy hiểm đường chuyền của Văn Quân. Xuân Khôi. Hữu Thắng. Và quyết định dứt điểm của Văn Quân là không thực sự hợp lý trong tình huống vừa rồi. Các cầu thủ Kiên Mỹ trong phút vừa qua vẫn đang miệt mài tìm đường vào khung thành của Thế Ân. Hơn nửa thời gian của hiệp một đã trôi qua, tỷ số của trận tranh giải 3-4 giữa hai đội bóng Kiên Mỹ FC và Dinh Chắc FC đang có tỷ số là 1-1. Trong những phút vừa qua thì hai đội đang chơi với cái chân khá giằng co. Không được. Không được. Một pha dứt điểm khá mạo hiểm của số 35 Xuân Trường. Nguy hiểm. Và xử lý an toàn của Xuân Khôi. Hữu Thắng đang chơi ở vị trí trung vệ thòng bên cánh phải của Kiên Mỹ FC. Hồng Quân. Trong những phút vừa qua thì các thủ Kiên Mỹ FC đang cầm bóng nhiều hơn. Tuy nhiên họ chưa tạo ra những cơ hội thực sự về phía khung thành của Thế Ân. Rất bình tĩnh. Khá nguy hiểm. Vừa rồi là một pha luân quấn. Và thiếu chút nữa thì Trung Hiếu đã có bàn thắng cho riêng mình khi anh có một pha xử lý
rất quyết đoán. Tuy nhiên thì thủ thành Hữu Kiên đã kịp thời băng ra để ngăn cản cú sút của Trung Hiếu ở một tình huống mất bóng trước đó của Hữu Thắng, xin lỗi, của Minh Hoàng. Khả năng trước cơ hội của các cầu thủ Zig Zag FC đến thời điểm này là rất tốt. Lại là một tình huống mất bóng của Minh Hoàng. Những tình huống mất bóng của Minh Hoàng là rất nguy hiểm và đã gây ra những khó khăn rất lớn cho đồng đội trong những phút vừa qua. Thì Minh Hoàng có lẽ đã hơi thấm mệt một chút. Đã có lỗi rồi. Trọng tài cho rằng là đã có lỗi của Trung Hiếu đối với Văn Quân. Sẽ có một quả đá phạt ở trong khu vực cấm địa cho các thủ Kiên Nghĩa FC. Văn Quân đưa bóng vào. Đó là một đường chuyền xỉa lưng đối với Xuân Trường. Rất tiếc cho các thủ Kiên Mỹ trong pha bóng vừa rồi. Bây giờ là căng dứt điểm đi. Quá tiếc cho Văn Hoàng. Văn Hoàng đã có một cơ hội tuyệt vời. Tuy nhiên pha ra chân của Văn Hoàng, bóng lại đi vọt trạch cột dọc. Chúng ta đang thấy rằng các cầu thủ Zig Zag đang chơi passing rất tốt ở bên phần sân của Kiên Mỹ trong những phút vừa qua. Sẽ có một quả đá phạt góc bên phía cánh trái cho các cầu thủ Zig Zag FC. Lại là một đường chuyền không được ý của Minh Hoàng. Rất bình tĩnh, không có gì khó khăn. Bóng đã nằm gọn trong tay của Hữu Kiên. Đó là một tình huống đánh đầu phá bóng an toàn của Văn Huy. Sẽ có một quả đá biên bên phía cánh trái theo thế công của mình cho các thủ Kiên Mỹ FC. Thời gian của hiệp 1 không còn nhiều và tỷ số của trận một pha đánh đầu phá bóng khá nguy hiểm của Trung Hiếu. Rất may là đồng đội đã kịp thời bọc lót cho Trung Hiếu trong tình huống vừa rồi. Xuân Khôi đã... Vâng, đúng lúc này thì trọng tài đã thổi còi kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất của trận tranh giải 3 giữa hai đội Kiên Mỹ FC và Zig Zag FC. Vâng, hai đội tạm nghỉ phút với tỷ số hòa 1-1. Thưa quý bạn, chúng ta cùng nghỉ giải lao ít phút trước khi bước vào theo dõi của hiệp 2 của trận đấu.
tuyển nữ cũng phải cờ. Vâng, xin mời quý bạn cùng quay trở lại với kênh bóng đá sân bóng 365 để theo dõi hiệp 2 của trận tranh 3-4 giải bóng đá mái trường kiến trúc xây dựng 94-97 Hà Nội năm 2023 giữa hai đội Kiên Mỹ FC và Dinh Chắc FC. Vâng, trong hiệp 2 thì các thủ Kiên Mỹ sẽ đã có bàn thắng được ghi cho các thủ Kiên Mỹ. Có lẽ một bàn thắng đến mà ngay cả các thủ Kiên Mỹ cũng bất ngờ. Vẫn là sân trường và chúng tôi cũng chưa kịp xem lại tình huống này. Vâng, có lẽ chúng ta cùng theo dõi lại pha quay chậm để đó là một bàn thắng quá nhanh của các thủ Kiên Mỹ FC. Một bàn thắng dễ dàng hơn rất nhiều. Thứ hai thì các thủ Kiên Mỹ sẽ là những người bảo vệ khung thành ở bên phía tay trái màn hình nhỏ của quý vị bạn trong trang phục áo vàng cam. Và các thủ Dinh Chắc FC bảo vệ khung thành ở bên phía tay phải màn hình nhỏ của quý vị và các bạn. Một lần nữa, thiếu chút nữa thì Minh Hoàng đã có bàn thắng cho không phải. Đó là tình huống phá bóng của Minh Hoàng. Một lần nữa thì các thủ Kiên Mỹ FC lại vươn lên dẫn trước. Một pha đá phạt góc rất mạnh của Trung Hiếu. Trong hiệp 2 thì các thủ đưa bóng vào. Như vậy đã có bàn thắng thứ 3 cho các thủ Kiên Mỹ FC. Đó là cầu thủ mới vào sân thay người Viết Luân. Viết Luân đã có một pha dứt điểm, bóng đi chìm và thủ thành Thế Ân đã bị che khuất trong tình huống vừa rồi. 3-1 cho các thủ Kiên Mỹ. Liên tiếp hai bàn thắng đến tương đối dễ dàng cho các thủ Kiên Mỹ FC. Khó khăn trồng chất khó khăn đối với các thủ Dinh Chắc FC. Trong hiệp 2 thì cơ hội Viết Luân. Lại là một bàn thắng nữa. Đó là một pha dứt điểm vô cùng đẳng cấp của Minh Hoàng. 4-1 cho các thủ Dinh Chắc FC. Có lẽ các thủ Dinh Chắc FC đang chưa hiểu những điều gì xảy ra. Chỉ trong vòng 4 phút thôi họ đã có liên tiếp 3 bàn thắng. Vừa rồi là một pha ghi bàn. Trước đó là một tình huống đưa bóng lại và làm tường rất tốt của Viết Luân để Minh Hoàng có một pha dứt điểm tốc nóc. 4-1 cho các thủ Kiên Mỹ FC. Như vậy là trong hiệp 2 thì các thủ Dinh Chắc cũng có sự thay đổi người. Vừa rồi là cầu thủ Mao số 7 vào sân. Lỗi rồi. Trong hiệp 2 thì các thủ
khiến Mỹ có hai sự thay đổi người. Viết Luân mang số 5 và Hữu Tài mang số 11 vào sân để thay cho Văn Quân và Hồng Quân. Số 7 tên gì? Cái gì? Hiện tại thay cho ai đây? Văn Huy vừa nãy là Văn Lượng rồi. Sẽ có một quả đá phạt ở giữa sân. Không được. Đó là pha dứt điểm ở ngoài vòng cấm của Văn Đại, cầu thủ mới vào sân. Trong hiệp 2 thì cầu thủ Ajax FC đã có hai sự thay đổi người đến thời điểm này. Văn Thìn, Khắc Thìn cũng được ra nghỉ và Văn Lượng vào sân, Văn Huy ra sân và Văn Đại vào sân. Đây là trung hiếu, cần phải khẩn trương hơn rất nhiều. Đó là một pha dứt điểm bằng chân trái bên ngoài vòng cấm của trung hiếu, bóng đi chạch cột dọc. Không được. Pha chuyền bóng hơi mạnh của số 9 Quang Minh bên phía Ajax FC. Trung hiếu vẫn chưa thể có một cú ra chân. Văn Đại vẫn không vào, vẫn còn đó Sơn Khôi. Không được. Viết Luân, Viết Luân cầu thủ có thể hình và kỹ thuật rất tốt. Quang Minh, Văn Đại. Văn Đại đang nằm sân. Đường trọng tài đã cho dừng trận đấu trong tình huống vừa rồi. Có lẽ trọng tài đã không quan sát được tình huống phạm lỗi của cầu thủ Kiên Mỹ đối với Văn Đại. Văn Đại đang tỏ ra rất đau. Vâng, đó là một pha xử trí rất tuyệt vời của cầu thủ Kiên Mỹ, đó là Xuân Khôi. Một Xuân Khôi đã kéo vào Văn Đại đứng dậy được rồi. Ở giải bóng đá giữa những người anh em công tác trong ngành kiến trúc xây dựng, nói rằng họ đang chơi với tinh thần giao hữu đúng nghĩa, thể thao để gắn kết. Đó là một pha lên bóng và xuất trường Viết Luân. Cái đảo chân của Viết Luân luôn tạo ra những khó khăn đối với hàng phòng thủ của đội bóng áo xanh. Một tình huống dứt điểm hơi vội của Văn Hoàng. Nó thay đổi người bên phía Ajax FC. Có lẽ là số 11 Văn Hoàng sẽ ra nghỉ và Xuân là cầu thủ mang số 8. 8 tên gì đây? Đăng Khánh sẽ vào sân để thay cho Văn Hoàng. Đăng Khánh là một cầu trung vệ có thể hình và kinh nghiệm tốt. Với sự hiện diện của Đăng Khánh thì hàng phòng thủ của đội bóng áo xanh sẽ được củng cố hơn rất nhiều. Ở những vòng đấu vừa qua thì Đăng Khánh chơi rất tốt. Hữu Kiên, Đăng Khánh, chuyền bóng của Đăng Khánh cho Văn Đại. Trông không được. Đó là pha xoay sở và dứt điểm bằng chân trái của Văn Đại. Tuy nhiên bóng đi chạch khá xa so với khung thành của thủ môn Hữu Kiên. Khó khăn cho cầu thủ Ajax FC khi mà họ đang bị dẫn trước với tỷ số 4-1.
liên tiếp 3 bàn thắng trong vòng chưa đầy 4 phút. Đây là cơ hội xuất chân. Viết Luân. Không được. Và đưa bóng ra của Xuân Khôi. Không thực sự cảm giác. Lỗi rồi. Đó là tình huống phạm lỗi của Minh Hoàng. Văn Đài, cầu thủ có thể hình hơi mỏng cơm một chút. Bên phía Dinh Dắc FC. Vì vậy là Văn Đài đã có thể đứng dậy và tiếp tục thi đấu được rồi. Đứng chú bóng là Đăng Khánh. Không được. Đến cú sút của Văn Đại là hơi thiếu lực và bóng đi cũng không chuẩn xác. Rất bình tĩnh. Và đưa bóng sang cho Hữu Tài. Vậy là Hữu Tài đang chơi ở bên phía cánh trái của Kiên Mỹ FC. Viên Luân. Sẽ có một quả đá biên bên phía cánh phải cho các cầu thủ Kiên Mỹ. Và sâu kim ba chục rất khéo, không được. Đó là một tình huống sâu kim của Xuân Khôi. Lại là một pha đưa bóng ra của Thế Ân và bóng đến chân của Viết Luân. Trận đấu tiếp tục. Quang Minh không được. Đó là pha xử lý không thực sự cảm giác của Văn Lương. Văn Lương, không phải, đó là Quang Minh. Trong phút qua thì nhịp độ trận đấu đã giảm đi một chút khi mà cầu thủ Kiên Mỹ đang dẫn trước với tỷ số 4-1. Họ cũng không quá vội vàng để đẩy cao nhịp độ trận đấu. Như vậy là Văn Đại tiếp tục nằm sân. Văn Đại đã tiếp bóng, lấy bóng từ phía sau và đã va chạm vào Xuân Khôi. Từ khi vào sân thì Văn Đại đã 3 lần nằm sân rồi. Xuân Trường. Và qua người của Xuân Trường. Xuân Trường có thể hình rất đậm và anh cũng không hề ngại va chạm trong những pha tranh chấp tay đôi. Rất bình tĩnh Minh Hoàng và xử lý an toàn của lão tướng Minh Hoàng bên phía Kiên Mỹ FC. Dứt điểm. Quá tiếc cho Thành Công trong pha xử lý vừa rồi. Và dứt điểm của Thành Công rất mạnh, tuy nhiên bóng lại đi không trúng tâm. Pha xử lý rất tiếc của Thành Công. Đăng Khánh. Không được. Quang Minh đã không thể không chế bóng được trong tình huống vừa rồi. Bên phía Kiên Mỹ tiếp tục chuẩn bị có sự thay đổi người. Văn Quân chuẩn bị vào sân. Vì vậy là số 28 Minh Hoàng đã ra nghỉ. Cầu thủ nhỏ con Văn Quân vào sân. Văn Quân có nét gì khá giống đối với
cầu thủ Quang Hải của chúng ta. Không được, đó là một pha bỏ bóng có ý đồ của Hữu Tài. Tuy nhiên thì Sơn Khôi đã hơi bị bất ngờ. Sơn Trường, một mình Sơn Trường cũng tạo ra những khó khăn đối với hàng phòng thủ của bên phía đội bóng Dinh Chắc FC. Từ đầu hiệp đấu thứ hai thì các thủ áo xanh vẫn chưa có một cú sút nào trúng đích. Khung thành thủ môn Hữu Kiên, lối chơi của họ đang có phần bế tắc. Văn Đại không được, rất cố gắng. Sẽ có một quả đá phạt góc bên phía cánh trái cho các thủ Dinh Chắc FC. Hai bộ chân ra vào đi. Và giật gót. Không được. Bắt đầu cái nút rồi. Nút, cả nút vào tay rồi. Đấy. Em nhắn ở trên đấy đi. Chỉ cho vào nó ta. Em dùng điện thoại với em nhắn ở trên nhóm đi. Vâng, thôi cho này. Một quả phạt cho các thủ Dinh Chắc FC. Không được. Rất cố gắng. Đưa bóng vào. Viết Luân rất bình tĩnh. Ba Sơn. Viết Luân lỗi rồi. Chắc chắn sẽ có thẻ. Không phải, đó là cầu thủ số 26 Hữu Thắng. Hữu Thắng đã có một pha đi bóng rất kỹ thuật và tốc độ, bắt buộc các hậu vệ bên phía đội bóng áo xanh phải phạm lỗi để ngăn cản đối với Hữu Thắng trong pha đi bóng vừa rồi. Đã có thẻ vàng được rút ra. Cầu thủ Kiến Mỹ được hưởng quả đá phạt trách về. Quả đá phạt ở cự ly khoảng chừng 9 thước. Góc sút là rất rộng. Không được. Đó là một pha xử lý hơi vội. Bên phía cầu thủ Dinh Chắc có sự thay đổi người. Và sân là cầu thủ vậy là Quang Minh, cầu thủ số 9 ra sân. Và sân là cầu thủ số 30. Đeo vào. Không được. Và không chơi bóng, không cảm giác tốt, thực sự tốt của Văn Quân. Sự không hiểu ý giữa cầu thủ mới vào sân và Đăng Khánh. 99 đây là gì đấy ạ? Khánh à? Cái gì? Như vậy Quang Minh và Trung Hiếu đã được ra nghỉ và Đình Thế, Thái Sơn đã vào sân. Hai cầu thủ trẻ hơn. Lỗi rồi, đó là pha vào bóng hơi sâu chân của Đăng Khánh. Sẽ có những tín hiệu tích cực hơn trong những pha tranh chấp bên phía cầu thủ Dinh Chắc FC. Văn Đại
chân trái, pha dứt điểm của Văn Đại vẫn thiếu đi một cái gì đó. Phản công cho các thủ Kiên Mỹ, đưa bóng vào không được, tình huống đường vào của Văn Quân là hơi nhẹ, quá nguy hiểm. Vừa rồi là một pha dứt điểm ngoài vòng cấm của Hữu Thắng, bóng đi rất mạnh, chìm và đập chân vào hậu vệ của đội bóng áo xanh, đi chệch cột dọc. Thiếu chút nữa thì đã có bàn thắng cho các thủ Kiên Mỹ FC. Không được, bóng không chạm chân cầu thủ áo vàng nào. Bên phía các thủ Đức Giác có sự thay đổi người. Như vậy là thành công cũng được ra nghỉ bên phía Dinh Dắc FC. Với tỷ số như thế này thì có thể nói rằng các cầu thủ Dinh Dắc FC cũng không còn nhiều hy vọng, và họ mong muốn cầu thủ đều có thể được chơi bóng trong trận tranh giải ba thứ này. Vào đến trận đấu này cũng là một nỗ lực rất tuyệt vời của các cầu thủ Dinh Dắc FC. Viết Luân và phản công của cao thủ Kiên Mỹ. Văn Quân rất bình tĩnh, dứt điểm. Đó là pha sút đĩa bóng bên ngoài vòng cấm của Hữu Tài, tuy nhiên bóng đi không chuẩn xác. Đăng Khánh rất bình tĩnh, nỗ lực của lão tướng Đăng Khánh bên phía Dinh Dắc FC. Và lên bóng của các thủ Văn Đại. Văn Đại rất khó cho Văn Đại. Đăng Khánh không phải là một pha ra chân, không được. Rất tiếc cho các thủ Dinh Dắc FC. Vừa rồi là tình huống đợi sẵn ở cột 2 của Văn Đạt, cầu thủ mang số 18 bên phía đội bóng áo xanh. Tuy nhiên Văn Đạt đã không thể có một pha dứt điểm như ý muốn. Có cái gì đó chưa thực sự gắn kết trong những pha triển khai tấn công của các thủ Dinh Dắc FC. Các cầu thủ áo xanh đang lép vế hơn một chút về thể hình so với các cầu thủ Kiên Mỹ ở trên sân lúc này. Ngoại trừ Đăng Khánh và Đinh Thế, Đăng Khánh và Văn Lương, còn lại là cầu thủ Dinh Dắc FC đều có thể hình nhỏ hơn một chút. Cơ hội xuất trường không vào. Đó là một pha đi bóng và dứt điểm vô cùng quyết đoán của Xuân Trường. Tuy nhiên trong pha bóng này thì Thế Ân đã chọn đúng vị trí để ngăn cản một pha dứt điểm vô cùng nguy lực. Phạt góc bên phía cánh trái cho cầu thủ Kiên Mỹ. Thời gian thi đấu của hiệp 2 và trận đấu cũng không còn nhiều. Tỷ số này đang là 4-1. Viết Luân không phải là một cú sút thẳng của Viết Luân. Viết Luân đã hơi rườm rà trong tình huống vừa rồi.
Văn Quân rất thoáng. Văn Quân không được. Thay vì dứt điểm thì biết Văn Quân lại chọn giải pháp chuyền bóng cho đồng đội. Không được. Viết Luân rất bình tĩnh. Hữu Tài tình huống chuyền bóng về của Hữu Tài là không thực sự an toàn trong pha bóng vừa rồi. Như vậy thời gian bù giờ của hiệp hai chỉ có 1 phút mà thôi. Rất khó cho cầu thủ áo xanh. Đá cánh mất bóng nguy hiểm, không được. Vẫn là thuộc các coi 5-1. Rất khó và cầu thủ Dinh Dắc FC đã nhận thêm bàn thua thứ 5. Đó là một pha phối hợp và Xuân Trường đã có một bàn thắng nữa cho cầu thủ Dinh Dắc FC. Bàn thắng thứ hai của Xuân Trường, người mở tỷ số và cũng là người có lẽ là chốt bàn thắng thứ 5. Không được. Tình huống dứt điểm của cầu thủ áo số 18 Văn Đạt. Bóng đi không chuẩn xác. Đó là pha xử lý của Xuân Khôi. Đa cánh Xuân Trường một mình Văn Quân, không có lỗi, rất tiếc cho Văn Quân, cầu thủ nhỏ con. Lại là Văn Đại, khá nguy hiểm, không vào. Có lẽ bàn thắng vẫn đang trốn tìm đối với cầu thủ nhỏ con Văn Quân. Bên phía Kiên Mỹ FC, Văn Quân đã có không dưới 2 cơ hội để có thể ghi bàn. Đừng có lẽ cầu thủ áo xanh đã buông xuôi. Tỷ số của trận tranh giải ba lúc này đang là 5-1 nghiêng về cầu thủ Kiên Mỹ FC. Việc bị thua 3 bàn thắng trong vòng 4 phút ở đầu hiệp 2 làm cho tinh thần thi đấu của cầu thủ Dinh Dắc FC sụt giảm và họ đã không còn triển khai được một lối chơi mạch lạc kể từ thời điểm đó. Thiên Văn Đạt rất khó cho Văn Đạt. Đăng Khánh rất khó cho Thái Sơn. Vâng, đúng lúc này thì trọng tài đã thổi còi kết thúc trận đấu tranh giải 3-4 của giải bóng đá mái trường kiến trúc xây dựng 94-97 Hà Nội năm 2023 giữa hai đội Kiến Mỹ FC và Dinh Dắc FC. Kết quả chung cuộc, cầu thủ Kiến Mỹ FC giành chiến thắng với tỷ số 5-1. Vâng, thưa quý vị và các bạn, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Và ngay sau đây chúng ta sẽ tạm nghỉ ít phút trước khi bước vào theo dõi trận chung kết của trận bóng đá giữa hai đội